Chuyển sang những tin tức nóng nhất vòng chung kết FIFA World Cup 2022. Như vậy là các trận đấu mở màn vòng bảng đã chính thức đi hết một lượt. Các đội tuyển đều đã có những màn gia quân của mình với rất nhiều những cảm xúc khác nhau. Đáng chú ý là có tới 6 cầu thủ lập được cú đúc bàn thắng trong trận đấu đầu tiên của họ tại mùa giải World Cup năm nay. Dạng sáng ngày 25 tháng 11 theo giờ Hà Nội, Richarlison rực sáng trong chiến thắng 2-0 của Brazil trước Serbia tại bảng G World Cup 2022. Anh là cầu thủ thứ 6 lập cú đúc sau lượt trận mở màn cúp thế giới năm nay. Tiền đạo thuộc biên chế Tottenham xứng đáng là chân sút số 1 của Selecao ở thời điểm hiện tại. Huấn luyện viên Tite có lý do để không gọi Roberto Firmino khi Richarlison đạt phong độ cao. Kể từ khi ra mắt đội tuyển quốc gia vào tháng 9 năm 2018 tới nay, Richarlison có 19 bàn thắng trên mọi mặt trận. Không cầu thủ Brazil nào đạt thành tích tốt hơn trong khoảng thời gian này. Enne Valencia của Ecuador là cầu thủ đầu tiên lập cú đúc ở World Cup 2022. Anh thi đấu trói sáng trong chiến thắng 2-0 trước Qatar ở trận mở màn hôm 20 tháng 11. Bàn đầu tiên của Valencia trở nên đặc biệt khi thực hiện từ chấm 11m. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử World Cup mà bàn thắng mở màn đến từ chấm luân lưu. Bỏ qua nỗi thất vọng khi đá hỏng ở loạt luân lưu chung kết Euro 2020, Bukayo Saka trở lại mạnh mẽ. Trong trận gia quân trước Iran tại bảng B hôm 21 tháng 11, sao trẻ của Arsenal lập cú đúc giúp tuyển Anh thắng đậm với tỷ số 6-2. Tiếp theo, hãy cùng đến với đội tuyển Iran. Họ đã có ngày thi đấu thất vọng trước Tam Sư. Họ nhận trận thua đậm nhất trong các lần dự World Cup. Tuy nhiên, Mehdi Taremi là điểm sáng, anh lập cú đúp gỡ gạc thể diện cho đại diện châu Á. Taremi tung cú sút quyết đoán ở phút thứ 65, bên cạnh pha đá phạt đền thành công ở phút 90 cộng 13. Còn với đội tuyển Pháp, huấn luyện viên Didier Deschamps mạo hiểm khi không gọi cầu thủ thay Karim Benzema khi anh này dính chấn thương. Lý do là nhà cầm quân này đặt niềm tin vào Oliver Giroud. Ở trận gia quân thắng Australia 4-1 của đội tuyển Pháp tại bảng D hôm 23 tháng 11, cựu ngôi sao của Chelsea có riêng cho mình một cú đúp. Đội tuyển Tây Ban Nha đã tạo ra chiến thắng đậm nhất kể từ đầu giải khi dễ dàng vượt qua Costa Rica với tỷ số 7-0 hôm 24 tháng 11. Fernando Torres là điểm nhấn với cú đúp ở các phút thứ 31 và 54.